nghĩa là anh Tú lấy bao hay là lấy thùng rồi bao, nhưng mà bây giờ lấy cái này để khi trời mưa ở gần thì không sao. Không có trời mưa đủ cái quán đi. Đó. Nhưng mà mình đề phòng trước cho chắc ăn. Lấy ngủ. Đúng ngủ rồi mà đấy. Nó có cuốn sách hướng dẫn anh Tú mà tiếng Anh không à. Cho nên là cũng ít sử dụng lắm. Cho nên là anh mà có nhu cầu sử dụng thì anh cứ xem clip của em. Với lại mà anh không biết gì thì anh cứ liên hệ qua Zalo để lại ghi âm á, là bên em sẽ hỗ trợ cho anh. Nhiều khi cũng đang trong cái giờ buôn bán hay là giờ dạy á, chưa có trả lời được, anh thông cảm giúp em nha. Dạ. Anh để lại lời nhắn hay là tin nhắn là em sẽ gọi lại đi. Coi kỹ chưa? Trường phiếu bảo hành có chưa? Phiếu gì? Yeah.